Thưa quý vị, teo mật bẩm sinh được xem là bệnh hiếm và tỷ lệ trẻ mắc bệnh lý này không nhiều. Tuy nhiên, dấu hiệu đầu tiên khi trẻ mắc bệnh này là vàng da, vàng mắt nên dễ bị nhầm lẫn với vàng da sinh lý. Chính vì chẩn đoán nhầm, phát hiện muộn, nhiều trẻ chỉ nhập viện khi tình trạng đã trở nặng. Lo ngại hơn cả, giai đoạn vàng của trẻ teo đường mật bẩm sinh chỉ gói gọn trong vòng 100 ngày sau sinh. Muộn một ngày là trẻ mất đi 1% cơ hội thành công. Sau 100 ngày, có thể trẻ đã không còn cơ hội phẫu thuật mà phải chờ ghép gan. Ngay từ khi sinh ra, bệnh nhi này đã bị vàng da, vàng mắt. Mới đầu tại bệnh viện tuyến huyện, các bác sĩ nghi ngờ trẻ bị vàng da sinh lý. Gia đình cũng không biết gì về bệnh lý này. Trẻ được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương và được chẩn đoán mắc teo mật bẩm sinh. Trẻ may mắn được phẫu thuật và điều trị thành công. Hiện trẻ đã 13 tuổi. Đúng là gia đình cũng chưa biết một chút gì về cái bệnh này. Khi mà lên đây thì khám và các bác ở trên này cũng giải thích thì mình cũng dần dần tìm hiểu và biết rằng cái bệnh vàng da và nó liên quan đến mật thì nó rất là quan trọng đối với các cháu, đến cơ thể người mà khi mà các cháu vừa mới sinh ra chưa hoàn thiện thì đến bây giờ thì cũng thấy là nó cực kỳ quan trọng và nếu như mà không phát hiện kịp thời thì cũng ảnh hưởng đến tính mạng rất là nhiều. Các bác sĩ của Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, những biểu hiện đầu tiên của bệnh teo mật bẩm sinh là vàng da, vàng mắt. Những dấu hiệu này thường xuất hiện 2 đến 4 tuần sau sinh, sau đó tăng dần. Triệu chứng này có thể kế tiếp sau giai đoạn vàng da sinh lý, nên rất dễ bị bỏ sót và chẩn đoán nhầm là vàng da sinh lý kéo dài. Cũng bởi thế, không chỉ có bệnh nhi trên, trước đây có khá nhiều trẻ mắc teo mật bẩm sinh nhưng bị nhầm lẫn với vàng da sinh lý. Sau khi hết thời kỳ vàng da sinh lý thì bình thường thì một đứa trẻ chỉ có thời gian vàng da sinh lý kéo dài từ khoảng 7 đến 10 ngày thôi. Chúng ta hay có gặp một cái từ được chẩn đoán ở các em bé đó là vàng da sinh lý kéo dài. Nhưng nếu cứ vàng da kéo dài trên 2 tuần ở một trẻ sau sinh với chúng tôi là bệnh lý và tất cả những em bé đó phải đi đến viện để kiểm tra xem có các bệnh lý gan mật gì kèm theo không. Và một trong những cái dấu hiệu báo động khác ở ngoài cái tình trạng là vàng da kéo dài ở các cái em bé nhỏ dưới 2 tháng tuổi nữa, đó là tình trạng phân bạc màu xuất hiện sớm và liên tục. Bác sĩ Hoa cũng cho biết nếu trẻ teo mật bẩm sinh không được chẩn đoán và phẫu thuật ca sai, 50-80% bệnh nhân sẽ tử vong vì xơ gan mật khi 1 tuổi. Tỷ lệ này tăng lên 90-100% lúc 3 tuổi. Việc chẩn đoán và phẫu thuật sớm là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của điều trị. Một em bé teo đường mật bẩm sinh thì chỉ có cái cơ hội sống là 100. Thì chúng ta mổ muộn một ngày nào thì chúng ta sẽ mất đi một cái cơ hội phần trăm đó. Cho nên là phẫu thuật càng sớm càng tốt. Chính vì vậy cái việc tiếp cận sớm ấy thì sẽ giúp cho em bé hạn chế cái tình trạng xơ gan mật và như vậy thì sẽ giúp cho cái việc điều trị nó thuận lợi hơn. Chứ còn nếu như giả dụ như chúng ta mổ muộn ấy thì cái xơ gan nó đã nặng thì quá trình xơ gan mật sau mổ nó vẫn tiến triển dần và như vậy thì cái tiên lượng nó sẽ không tốt bằng. Nếu như không ghép gan thì cuộc sống sẽ tính bằng ngày. Bởi vì là cái tình trạng gan nó xơ ở giai đoạn cuối rồi, các cháu bụng rất là trướng, mắt rất là vàng rồi. Có thể cháu sẽ nôn ra máu hoặc là đi ngoài ra máu và cháu sẽ kiệt quệ rồi sẽ ra đi. Đấy là cái trong cái tình hình chung của cái bệnh lý teo đường mật bẩm sinh cũng như là một số những cái bệnh lý khác nữa. Ví dụ như là ngộ độc, ví dụ như là suy gan ở giai đoạn cuối, vân vân. Các bác sĩ khuyến cáo không có chẩn đoán vàng da sinh lý kéo dài. Tất cả những trường hợp vàng da sinh lý kéo dài trên 2 tuần tuổi đều là vàng da bệnh lý, cần được thăm khám và xét nghiệm. Bên cạnh đó, khi trẻ có biểu hiện như phân bạc màu sớm và liên tục, phát hiện lá lách to, cha mẹ cần đưa ngay trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị.